nghệ sĩ Công Ninh xót xa biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Sau nhiều biến cố của tình cảm, cuối cùng diễn viên Công Ninh đã tìm được hạnh phúc của mình và lần đầu được làm cha. Tuy nhiên, cuộc sống của nam diễn viên lại trải qua một biến cố lớn khiến nhiều người nhói lòng. Ở tuổi 51, nam diễn viên của Ai Xui Vạn Lý mới quyết định chấm dứt đời độc thân bằng một đám cưới ấm cúng. Cô dâu tên Tuyết Vân, 29 tuổi, từng là sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, nơi Công Ninh đang làm trưởng khoa đạo diễn. Ở cái tuổi xế chiều, Công Ninh không chỉ cưới được vợ trẻ trung, xinh đẹp mà còn may mắn được lên chức làm cha khi vợ anh sinh công chúa nhỏ đầu lòng. Công Ninh từng chia sẻ, có con là sự kỳ diệu của tạo hóa, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà để được nhìn thấy vợ con, nhìn con ăn, con ngủ mà sung sướng trong lòng. Vậy mà số phận còn khắc nghiệt với Công Ninh, khi ông tìm được bến đỗ bình yên ở tuổi ngoài 50 thì lại là lúc phát hiện bị viêm phổi nặng, nguy cơ ung thư. Chính con gái là phương thuốc kỳ diệu để ông chiến thắng bệnh tật. Con gái là động lực để tôi kiên trì và quyết tâm bỏ hẳn thuốc lá. Liều thuốc tinh thần đặc biệt này giúp tôi hồi phục rất nhanh. Với ông, công chúa nhỏ giống như phép màu nhiệm mà cuộc đời bù đắp lại những thiệt thòi cho ông. Công Ninh khoe rằng có vợ có con, đời anh như lật sang một trang mới. Trang mới đó đang nhắc nhở anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn để được sống lâu, giúp anh quyết tâm vươn tới nghề đạo diễn điện ảnh, có thu nhập khá hơn để mau chóng được nhà. Ngược lại, trang mới này cũng đem lại cho người đàn ông lấy vợ muộn là anh ít nhiều sự tiếc nuối, bởi như anh nhậm tính, thời gian còn lại để sống với vợ con là quá ngắn. Tuy nhiên, điều này cũng tạo sự thuận lợi cho nghiệp diễn của Công Ninh, bởi theo anh, nghề diễn viên đòi hỏi phải có một tâm hồn trẻ thơ. Có như vậy, nó làm cho anh thấy cuộc sống sinh động và có cảm xúc, không bị già cỗi. Anh nhìn cuộc đời không chỉ có màu đen, màu xám khi về già vì chiêm nghiệm nhiều quá mà đánh lừa được cảm giác của mình, quên đi thế giới hiện hữu thực tại. Quá nửa đời người trải qua nhiều khó khăn, thử thách nghiệt ngã, hơn ai hết, Công Ninh hiểu giá trị của hạnh phúc đang có. Giờ đây, anh cảm thấy cuộc sống lạc quan hơn khi có một gia đình ấm áp, lần đầu tiên được làm cha.